Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, việc người dân di cư tự do ở vùng biên giới Việt Nam-Lào đã tồn tại từ nhiều năm nay và vẫn đang tiếp diễn, kéo theo đó là những vấn đề liên quan đến hộ tịch, quốc tịch và nhiều quyền lợi thiết thực khác. Sau khi được Trung ương phê duyệt danh sách người di cư được phép cư trú, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn, đăng ký thường trú, cấp chứng minh nhân dân cho người di cư tự do ở các huyện biên giới tiếp giáp với Lào. Trong chuyên mục Mỗi tuần một chuyện tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến nỗ lực của các ngành chức năng và chính quyền tỉnh Quảng Trị trong công tác hỗ trợ người dân nhập quốc tịch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng biên giới A Rơi, huyện Hướng Hóa. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã A Rơi vào những ngày cuối tháng 9 năm 2018, ngay từ sáng sớm, hàng chục người dân trong xã đã có mặt đông đủ để chờ được cán bộ của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị hướng dẫn để làm thủ tục nhập quốc tịch. Không khó để hiểu được cảm giác vui mừng của người dân ở đây, bởi họ đã từng trải qua những tháng ngày không quốc tịch, không hộ khẩu, không chứng minh thư và nhiều cái không khác ngay trên chính mảnh đất mà họ xem là quê hương của mình. Không có quốc tịch Việt Nam, cuộc sống của chúng tôi vất vả, không được cấp đất sản xuất, không có thẻ bảo hiểm y tế, con cái của chúng tôi cũng đến trường gặp nhiều khó khăn. Giờ được hướng dẫn nhập quốc tịch, chúng tôi rất vui và tin rằng đời sống của chúng tôi về sau này sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Ông Hồ Văn Kìa là người uy tín trong bản và được hơn 40 hộ dân trong vùng A Rơi mới bầu có quyền như là trưởng bản, thường chỉ để giải quyết những vướng mắc mâu thuẫn trong đời sống bà con ở đây. Và cái bản A Rơi mới cũng chỉ là họ tự đặt ra khi họ đang sinh sống trên đất A Rơi. Nằm biệt lập một vùng, hơn 280 người dân hầu như không có quyền lợi và nghĩa vụ gì, ngay cả quyền công dân. Thứ nhất, giống như là con em đi học thì không có khai sinh, không có chế độ theo giống như nhân dân Việt Nam ở đây. Thứ hai nữa, về kinh tế giống như đất đai liên quan thì giấy tờ giống như sổ đỏ hay là sổ sở hữu đất thì nói chung nhân dân chúng tôi ở đây không có. Có một số người đi làm qua Lào thì không có giấy tờ liên quan thì họ nói mình ở đây là người Lào, thì mà nếu qua Lào thì Lào nói anh là người Việt thì chúng tôi không biết chúng tôi là dân Lào hay là dân Việt Nam. Hiện nay tình trạng người di cư tự do kẻ thú giả thú tại địa bàn Hướng Hóa là gồm có 18 xã, trong đó xã A Rơi là một cái xã có nhiều cái hộ bà con nhất. Là những cái hộ này qua đây đã lâu rồi, hơn 20 năm rồi nhưng mà chưa có quốc tịch. Thì trong thời gian vừa qua là các cấp quan tâm đã có cái khảo sát nắm bắt tình hình và đến bây giờ thì đã có cái danh sách gửi cho Trung ương và Trung ương đã phê duyệt. Và hiện nay là ngành tư pháp, từ Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp đang triển khai để nhập quốc tịch cho cái số hộ dân này. Việc thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào đã tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan chức năng của hai bên hợp tác nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Theo đó, Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư số 03/2015 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do ở các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào. Theo thống kê, tỉnh Quảng Trị có khoảng 855 trường hợp di cư tự do chưa được cấp quốc tịch, trong đó chủ yếu tập trung ở hai huyện Hướng Hóa và Đắk Cơ Đông. Chỉ tính riêng ở xã A Rơi có đến 281 trường hợp gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến vấn đề quốc tịch, kết hôn, không giá thú. Giờ đây, với việc được hỗ trợ nhập quốc tịch, phần nào sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống. Nguyện vọng của nhân dân thì mong muốn để cho nhà nước sớm nhập quốc tịch để làm các giấy tờ liên quan cho nhân dân ở đây để hưởng lợi sau này. Rồi được Đảng Nhà nước, hai chính phủ Việt Nam với Lào thống nhất cho bà con nhập quốc tịch Việt Nam thì bà con rất phấn khởi. Trong quá trình thực hiện thì bà xã cũng có cái
vướng mắc, đó là một số hộ gia đình họ đi làm ăn xa, cho nên trong quá trình thực hiện đợt 1 chưa hết và vừa rồi tiếp tục đợt 2 thì bà con trên địa bàn xã cũng đã rất phấn khởi và xã cũng kiến nghị cố gắng làm sớm cho bà con để bà con được ổn định cuộc sống. Sau khi được Trung ương phê duyệt danh sách người di cư được phép cư trú trên địa bàn xã A Rơi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn, đăng ký thường trú, cấp chứng minh nhân dân cho người di cư tự do ở các huyện biên giới tiếp giáp với Lào. Việc thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ hai nước Việt Nam, Lào về giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giả thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam, Lào đã tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan chức năng của hai bên hợp tác nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của vấn đề di cư tự do, kết hôn không giả thú trong vùng biên giới hai nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thỏa thuận đến nay còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như hầu hết người di cư tự do không biết tiếng địa phương nên quá trình thu thập thông tin rất khó khăn. Một bộ phận người di cư tự do không xác định được quốc tịch do không có giấy tờ chứng minh. Vẫn còn nhiều trường hợp di cư tự do và kết hôn không giả thú không nằm trong diện giải quyết theo thỏa thuận giữa hai nước. Chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng đã đề nghị Ủy ban Đối ngoại Quốc hội có ý kiến với Bộ Tài chính xem xét trình chính phủ cấp kinh phí hỗ trợ cho tỉnh trong quá trình thực hiện thỏa thuận vào thời gian tới và xây dựng cơ sở hạ tầng giúp người dân sau khi nhập quốc tịch sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các cơ quan trung ương của Lào xem xét chỉ đạo hai tỉnh Salavan, Savannakhet sớm hoàn thành các thủ tục liên quan trình trưởng đoàn đại biểu biên giới Lào phê duyệt danh sách những người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giả thú trong vùng biên giới ba tỉnh được làm các thủ tục nhập quốc tịch. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban hai huyện Hương Hóa và Đa Cà Rông tiếp tục coi đó là người dân của mình và hỗ trợ cho họ, cho con cái đến đi học và hỗ trợ cho họ những cái đất mà họ đã canh tác ổn định để họ phát triển sản xuất, tiến đến phải hoàn thành các cái thủ tục sớm nhất trong năm 2018 này để họ được hưởng các cái chính sách và họ tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi được nhập quốc tịch rồi thì trên cơ sở cái yêu cầu của bà con ấy, thì mình sẽ thực hiện các cái việc khác. Ví dụ như là đăng ký kết hôn cho bà con này, rồi cấp giấy khai sinh này. Thế rồi về phía cơ quan quản lý của công an thì cũng sẽ chỉ đạo để mà cấp cái đăng ký thường trú cho bà con cũng như là cấp cái chứng minh nhân dân. Và trên cơ sở những giấy tờ như vậy thì giúp cho bà con là ổn định cuộc sống cũng như là bảo đảm thực hiện những quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật. Mới đây, Đoàn Giám sát Liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam - Lào làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khen Thong Nuân Ta Sinh cho biết, về phía Lào đã tích cực hoàn thiện các thủ tục trình Trung ương xem xét, phê duyệt danh sách những người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giả thú tại Lào để hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, thời gian hoàn thành là trước năm 2019. Theo thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ giữa hai nước Việt Nam, Lào, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho người dân Việt Nam và Lào di cư tự do tại vùng biên giới, hiểu chính sách pháp luật và chủ trương của hai nước. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục trên trang web quangtritv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.